Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật ngày 29 tháng 8 2024, giá hôm nay giảm. Tại Tiền Giang mít nhất 38, mít nhì 21, kem nhất 28, kem nhì 18, kem ba 11, mít chợ 6.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An mít nhất 37, mít nhì 20, kem nhất 28, kem nhì 18, kem ba 10, mít chợ 5.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh mít nhất 36, mít nhì 19, kem nhất 26, kem nhì 17, kem 3 là 9.000, mít chợ là 5.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất 31, mít nhì 15, mít chợ 4.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương mít nhất 32, mít nhì 16, mít chợ 4.000. Ở Tây Nguyên, mít nhất 30, mít nhì 14.000 và mít chợ 4.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.